Ở ngoài Bình Thắng là ở chỗ em nói đó, đèn xanh đỏ ra là đàn ông đi làm không, đi cào suốt. Còn bà ở nhà là đánh bài à, cặp này kia lắm đó. Về thì vợ là vợ mình, đi thì vợ khác. Trời đúng đây đầy luôn, nói chung là hầu như là vậy luôn. Khủng lắm, nhìn thấy ghê lắm không ai. Ở đây cái nghề ngã ba này có tráp nhiều nè. Dẫu cho với tình yêu trước, vết thương của em vẫn còn. Đừng lo, em đợi mà. Tất cả. Anh ơi bao lâu mới đến dưới rêu không? Đêm nay tại sao lại trôi quá xa? Cái bãi này nước cạn dưới rêu không? Bãi này nước cạn, thấy không? Cá măng, cá chép. Hoặc là cá tráp luôn á. Tráp luôn á. Không. Bãi này nước cạn. Bự chứ. Còn đánh qua đường đó. Có nhưng mà mang dây đơn, dèo dây đơn dây gân xuống tí nữa mình lấy sau. Điểm nào điểm bố mình cho mình lên hình, lên hình tim. Bãi này có chét, có măng, có cháo nhiều lắm. Cháo hả? Tráp hả? Được, hay. Chụp bên kia nha. Đó, vô đó. Thấy nó theo nguyên đường nước vậy nè. Đừng có sóc nữa, lưỡi yếu lắm. Chét á, không. Chạy không gục đầu. Vô chào. Đi ra cái đầu đó luôn. Đi. Đứng không vững. Nó táp nổ rầm rầm ghê. Bự à. Má kỳ lạ, hôm nay cá tráp nó ăn bóp không, ăn mồi táp mồi nổi quá trời. Nãy giờ ăn hai con đường này hả, bãi cạn rồi phải không? Này cái tráp nó ra đây nó nằm mấy cái măng cái chét không thấy đâu.
có dây nè, dèo cho nó xuống tí vòng lui mình lấy má. Lẽ đánh cái này hoài trời, không lẽ anh đánh mồi này hoài. Rắc em cứng quá giờ không xả luôn hả? Cho nó chạy cho vui. Đủ mà. Chạy cho vui chưa anh? Vui chứ. Chém mới đã. Chém nhỏ là nhảy rồi. Chạy lượng vậy không phải chém chém lớn rồi. Nằm ngoài kia kìa anh. Có diện mặt anh. Năng màu chìm không? Làm biến thay màu quá. Gục cần không? Gục đầu cần không? Chét không? Chét bự đi, tráp, ở chẻm nhỏ. Có đường kéo không? Dây mấy chấm? Hả? 1.5 lần kéo lên luôn. Cầm cầm dây kéo lên luôn. Cần bứng vụ vụ một chút chắc cũng lên. Có ổ nằm đó. À, may xả rắc đó, vừa nói xả rắc thôi kéo quát lưỡi này rồi. Thay hả? Chém nó thả cho rồi. Nhỏ quá. Vô bự á, đấy từ từ thôi. Không không nhảy mà nhỏ gì, nó nhảy lên bờ ung 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 rồi. Cá hồ lên bờ luôn đi, cỡ rong ra chuồng cho đẹp. Trời ơi. Em nói sao nó vô nhanh quá vậy? Mày biết, cầm cứng rồi. Nghi nghi lắm mà. Gỡ rong ra. Nói chụp hình gì nó gớm. Không thấy con mồi đâu luôn. Người ta chụp lưng con mồi. Giống như câu rong vậy á. Câu bằng rong hả? Còn bên mẹ nằm dưới á, mẹ đang tìm con quỷ này hả? Thấy có phá con măng của mình. Măng chét hay vậy ta, con này nó biết cuốn trà luôn á. Cháo đây. Wow, có mơ máy. Có nó ăn liền. Má gì nhẹ nhàng trời.
Má. Cá ốm nhòm mà ổng dánh luôn à. Không hiểu. Đéo chạy được cái miếng nào luôn. Nằm dưới chân cống luôn. Cứ gạch sát đáy không? Bi kết có đi đụng đáy không? Đồ còn ăn nè. Đến câu thử con tôm mềm coi. Chưa bao giờ dính cá chóc mồi mềm. Cá nãy rồi mới giận ba mẹ nó hay gì. Nếu chạy miếng nào